động ba mươi năm chân trời góc biển tìm con đường cứu nước cứu dân.
son rồi lấy tinh thần quang lấy tổ quốc huy hoàng sáng chói cờ sao vàng phấp phới thương ngời lai con cháu dựng tường đài nhớ ba ơi khói hương này nàng ngã trời xanh lòng người trái lòng thành tôn kính một cuộc đời đây chính là mùa xuân một anh hùng dân tộc nhà văn hóa danh nhân thế giới cả loài người ca ngợi bác ơi. Người làm cho dáng dấp
chục năm xuất hòa hay vô hồn phương, tìm chân lý cứu dân cứu nước, ngọn bụi người chẳng biết là chi. Xa xa nước
Show. Sure.
tầm phán chiến nhai. Là chuyện tin khắp nơi lượn thán, đại đoàn kết đổi mới toàn dân. Đánh rằng phố Vinh thắng lời về thank you.
Thank you.